Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào công việc xây dựng cái phần đặt hàng cho phần book shopping của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần bật lên cái nút đặt hàng ở trên trang show on book của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đi vào phần admin và menu book component. Chúng ta chọn vào show on book. Tiếp đó chúng ta chọn vào phần layout option. Thì layout option của chúng ta đang hiển thị ở dạng block. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn by button bằng giá trị show. Sau đó chúng ta bấm sale. Lúc này chúng ta hãy thử refresh lại cái trang của chúng ta xem thế nào. Thì các bạn đã thấy trang của chúng ta đã được mở ra và có một cái nút là add to cart. Bây giờ chúng ta cần thực hiện làm sao để cho khi nhấn vào cái nút add to cart thì nó giống bên phần demo, có nghĩa là nó sẽ bật lên một cái pop up và nó hiển thị ra cho chúng ta một cái thông tin của giỏ hàng. Vậy thì các bạn hãy nhớ rằng phần pop up này chúng ta đã từng thực hiện rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem lại nó và thực hiện nó ở phía ngoài phần front end của chúng ta. Chúng ta sẽ đi vào trong cái phần view book của chúng ta. Vậy lúc này chúng ta sẽ mở phần component com book và đến phần view book. Lúc này chúng ta đang xử lý ở bên dạng block. Vì vậy chúng ta sẽ mở cái phần block này của chúng ta lên. Và lúc này chúng ta phải gắn cái link cho cái nút add cart của chúng ta. Vậy thì làm sao để có thể hiện được pop up? Thì để có thể hiện được pop up thì chúng ta phải sử dụng đến một cái phần, đó là phần nhúng vào Joomla, một cái gọi là model. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại phần back end. Chúng ta vào component, vào combo. Và lúc này chúng ta sẽ đi đến cái phần tạo ra, có những cái nút nhấn của chúng ta, có nghĩa là khi nhấn vào cái nút này thì nó sẽ bật lên. Vậy lúc này chúng ta xem và thử. Các bạn thấy là khi chúng ta muốn tạo ra một cái pop thì chúng ta cần nhúng vào nó đoạn mã này để nó hiển thị lên cái cửa sổ pop. Chúng ta copy đoạn mã này và đưa vào phần lock. Nhưng sau này phần lock của chúng ta có cái nút button, có cái link thì phần lock này cũng phải có. Vì vậy chúng ta sẽ để nó ở trong tập tin default. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây. Vậy là lúc này khi chúng ta ở trong tập tin này hoặc tập tin này thì chúng ta đều sử dụng được cái phần pop-up này. Tiếp đó chúng ta sẽ mở lại cái phần trong phần admin để chúng ta xem. Nếu chúng ta muốn sử dụng pop-up thì chúng ta phải có một đoạn link như thế này. Và đoạn link này các bạn nhìn thấy là nó phải có class là model. Tiếp đó là cái link đến đầu. Và tiếp đó là cái thông tin của cái cửa sổ của chúng ta. Vậy thì tạm thời chúng ta sẽ copy cái link này đem đến phần default block của chúng ta. Và chúng ta sẽ bắt tạm thời nó ở đây. Lúc này chúng ta sẽ cần chỉnh lại để cho nó phù hợp. Lúc này link của chúng ta sẽ đây là button của chúng ta. Và lúc này là chúng ta link add cart, hoặc là chúng ta ghi là link cart cũng được. Bằng khi sử dụng cái phần link này để có pop up thì chúng ta sẽ cần có một cái class là model. Tiếp đó title thì chúng ta không cần, chúng ta có thể bỏ nó đi. Vậy thì chúng ta sẽ truyền giá trị nào vào đây cho nó phù hợp. Ở phần handle này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng ifem, hoặc ngoài ra chúng ta có một giá trị nữa đó là ajax, có nghĩa là chúng ta sẽ load một cái trang nào đó vào. Và phần test này của chúng ta chính là cái hình này của chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ copy toàn bộ cái phần này, chúng ta sẽ dán vào trong bút tông cả của chúng ta. Chúng ta enter phần này xuống hàng. Rồi sau đó chúng ta sẽ nối nó lại. Và tiếp đó
là của chúng ta là một cái thể đóng, vậy chúng ta cũng tạo ra ở đây. Cái link của chúng ta sẽ ôm lấy cái hình của chúng ta. Còn link kẹt này thì chúng ta sẽ sử dụng để truyền vào đây. Vậy chúng ta sẽ bỏ phần ở dưới này đi. Chúng ta viết như sau: link kẹt bằng, chúng ta tạm thời để nó là khoảng trắng và chúng ta đưa giá trị nó vào đây. Lúc này chúng ta hãy thử refresh ở phía ngoài và chúng ta nhấn thử. Chúng ta kích chuột phải để chúng ta xem ở dưới thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã có một cái phần và đây là sử dụng loạt Ajax. Lúc này chúng ta hãy thực hiện bằng cách đưa dấu thăng vào đây. Sau đó chúng ta refresh và chúng ta click thử. Chúng ta nhấn thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta bật được lên một cái pop up, nhưng do là dấu thăng nên nó loát chính trang này. Vậy là chúng ta đã thực hiện được pop up. Các bạn có thể thay đổi cái kích thước của pop up này cho nó phù hợp, thì chúng ta có thể sửa lại thành 600 nhân cho 300. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cái link, và các bạn chú ý rằng cái link của chúng ta thì cũng sẽ phải để ở trong phần Z-Router. Chúng ta copy toàn bộ phần này xuống. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào index. Option là zoom option. Zoom option có nghĩa là combo view. Lúc này chúng ta sẽ sửa lại cái view của chúng ta. Vậy view của chúng ta sẽ đến đâu? Thì lúc này chúng ta sẽ xem ở bên phần demo để chúng ta làm cho theo cho chính xác. Thì các bạn thấy ở đây cái đường dẫn của chúng ta là combo tag là s và view cũng là s. Tiếp đó là cái ID của cuốn sách các bạn muốn ép vào, template là component. Còn ID nó tùy thuộc vào cái view nào các bạn đang xem. Vậy thì lúc này chúng ta cần đầu tiên là tab, thứ hai là view. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây tab. Tab ở đây có nghĩa là nhiệm vụ là chúng ta phải ép vào trong giỏ hàng. Và view ở đây là cái layout mà nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta thấy. Tiếp đó là phần template bằng component và ID. Vậy chúng ta đưa ở đây, chúng ta đã có ID rồi. Alias thì chúng ta không cần, chúng ta bỏ nó đi. Tiếp theo chúng ta chấm template bằng component. Rồi chúng ta đóng lại và chúng ta save. Sau đó giá trị này sẽ được truyền vào trong cái link. Bây giờ chúng ta hãy thử refresh và chúng ta nhấn thử. Chúng ta quay trở về phần programming. Chúng ta refresh lại và chúng ta nhấn. Thì các bạn đã thấy chúng ta đã hiển thị ra một cái pop-up nhỏ hơn và có một cái nội dung khác. Lúc này nội dung của chúng ta sẽ cần thực hiện điều gì? Ở đây của chúng ta đã là combo start view book. View này lúc này chúng ta không sử dụng view book nữa mà chúng ta sẽ sử dụng là view add. Có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái view mới. Rồi chúng ta xem tiếp. ID của chúng ta vậy là đúng. Bây giờ chúng ta refresh và chúng ta nhấn lại thử. Thì các bạn đã thấy nó loát lên, nhưng lúc này có thể nó báo lỗi vì cái tag S và cái view S của chúng ta không hề tồn tại. Vậy chúng ta sẽ đóng nó lại. Lúc này chúng ta bắt đầu tạo ra cái tag S và cái view S cho cái phần xử lý này. Chúng ta nhấn vào đây, trở về phần front end. Chúng ta tạo ra một cái view mới và cái view này là S. Trong view này của chúng ta thì nó cũng có một tập tin chạy chính, vậy chúng ta sẽ copy tập tin chạy chính đi qua. Tiếp đó là một thư mục template, chúng ta copy toàn bộ thư mục template đưa vào đây. Lúc này chúng ta sẽ mở phần này ra để chúng ta chỉnh sửa lại. Và giá trị ở đây của chúng ta không còn là book nữa mà nó sẽ là S. Toàn bộ những cái phần này thì chúng ta sẽ xóa nó đi để chúng ta thực hiện sau. Phần này chúng ta cũng sẽ xóa đi.
Tiếp theo là đối với phần view là S thì sẽ có một tập tên layout phía ngoài là default. Và các bạn chú ý rằng ở trong phần này của chúng ta cũng có một cái tab là S. Vì vậy chúng ta sẽ đi vào tập tên controller của chúng ta và chúng ta sẽ tạo ra một cái tab S. Function S. Lúc này chúng ta sẽ echo cái phương thức ra để chúng ta thấy. Chúng ta sẽ hiển thị phần view. Vậy lúc này chúng ta sẽ copy dòng này và đưa vào trong phần view của phần S. Lúc này chúng ta sẽ thử nhấn lại vào cái nút F to cat để xem nó hiển thị được gì. Chúng ta refresh lại và chúng ta nhấn F. Thì các bạn đã nhìn thấy chúng ta đã vào được book controller và phương thức là S. Tiếp đó chúng ta cũng đã vào view phần S. Lúc này phần get file của chúng ta ở trong cái default function nó có lỗi, vậy chúng ta sẽ kiểm tra lại xem lỗi ở phần nào. Chúng ta sẽ vào phần default template của cái view S chúng ta. Lúc này chúng ta thấy rất là nhiều thông tin ở trong này và những thông tin này thì chúng ta không cần thiết, vì vậy chúng ta sẽ xóa bỏ. Và lúc này chúng ta sẽ echo ra để chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong phần layout của view S file. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn lại thử. Thì các bạn đã thấy chúng ta đã đi vào được tập tên template của view S rồi.